Liêu trai chí dị, hóa chồn vì hiếu sắc. Lân phụ như hà khả khải du, hạt y trước thể cánh thành hồ. Tà ma nhất động tâm tiên biến, mạc nhạ chân long bích thượng phù. Thời xưa ở Trung Quốc có người tên là Trung Sơn, nổi tiếng về biệt tài nấu rượu ngon và say. Thời nay ở phường Khương Thủy, thủ phủ Kim Lăng, tên cũ là Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, có một người họ Bành tên là Túy Toàn, có vợ họ Lang và hai con. Túy Toàn cũng nổi tiếng về biệt tài nấu rượu ngon và say, nên dân phường tặng cho Túy Toàn mỹ danh là Bành Trung Sơn. Mỗi lần nấu rượu xong, Túy Toàn lại pha thuốc say vào rượu rồi mới đem bán. Bậm rượu nào dù tỉnh tới đâu, chỉ cần uống hai chén rượu của Túy Toàn là đã say mềm. Rượu bán chạy quá, Túy Toàn phải đốc thúc cả vợ con phụ nấu suốt ngày đêm mà vẫn không đủ rượu để bán. Nhờ tài nấu rượu, Túy Toàn trở thành cự phú. Thời ấy, dân phường Khương Thủy rất lo sợ về nạn chồn biến thành thanh niên tuấn tú, tới nhà cưỡng chiếm phụ nữ. Trong phường có hai anh em nhà giàu họ Tôn cùng có vợ đẹp, cư ngụ chung trong một ngôi nhà. Người anh tên là Mạnh, người em tên là Trọng. Vợ Tôn Mạnh thường bị chồn tới cưỡng chiếm. Một đêm, Túy Toàn thức khuya nấu rượu. Nấu xong, pha thuốc say vào chum, đậy nắp thực kỹ rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, vào bếp lấy rượu ra cho vợ con đem bán. Túy Toàn thấy một con chồn say mềm nằm mê man cạnh chum. Túy Toàn liền rón rén đi lấy dây, trói chặt bốn chân chồn lại, rồi Toàn lấy đao giết chết. Chồn chợt tỉnh dậy mới van lại: "Xin tiên sinh tha mạng cho, tiên sinh có việc chi sai bảo, tiểu nhân cũng xin làm ngay." Túy Toàn mới hỏi: "Mì có nói thực không?" Chồn đáp: "Thưa thực." Túy Toàn liền cởi trói tha cho chồn. Đột nhiên chồn biến thành một thanh niên tuấn tú. Chợt nhớ tới chuyện vợ Tôn Mạnh bị chồn cưỡng chiếm, Túy Toàn mới hỏi: "Chồn thường lui tới nhà họ Tôn là chồn nào?" Mới đáp: "Thưa chính là tiểu nhân." Thấy vợ Tôn Trọng còn đẹp hơn vợ Tôn Mạnh, Túy Toàn nói: "Mi phải dắt ta tới cưỡng chiếm vợ Tôn Trọng." "Tiên sinh sai bảo bất cứ việc gì khác, tiểu nhân cũng xin làm, xong riêng việc này thì tiểu nhân xin chịu." "Mi vừa hứa buông miệng với ta để được tha mạng, bây giờ mi lại toan nuốt lời phải không?" Chồn với thở dài: "Tiên sinh đã muốn thế thì hãy đi theo tiểu nhân." Túy Toàn bèn nói với vợ con rằng mình có việc phải đi ra ngoài, rồi đi theo chồn. Chồn dẫn Túy Toàn ra khỏi thành, đi thực xa tới một hang núi. Chồn mới vào hang lấy một chiếc áo màu vàng đưa cho Túy Toàn nói: "Chiếc áo này là tàng hình y, ai mặc vào người thì mắt thế gian chẳng thể nhìn thấy, chỉ có mắt loài chồn tiểu nhân mới nhìn được thôi. Nếu tiên sinh mặc chiếc áo này mà tới nhà họ Tôn thì chẳng ai nhìn thấy được." Nghe thấy thế, Túy Toàn cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, bèn hỏi: "Mi lấy chiếc áo này ở đâu ra?" Mới đáp: "Chiếc áo này là di vật của Tiện huynh. Từ ngày Tiện huynh qua đời, tiểu nhân vẫn cất giữ làm kỷ vật, nay đã chót hứa với tiên sinh nên phải lấy ra biếu." Lại hỏi: "Thế mi định bao giờ mới dắt ta tới nhà họ Tôn?" "Tối mai giờ dậu, tiểu nhân sẽ tới nhà tiên sinh." Túy Toàn mừng lắm. Để thử xem lời chồn có đúng hay không, Túy Toàn bèn mặc chiếc áo vào người rồi ra về. Về nhà, thấy vợ con không nhìn thấy mình, Túy Toàn mừng lắm. Vào phòng thay áo rồi đi ra, thấy vợ con lại nhìn thấy mình, Túy Toàn mới tin lời chồn là đúng. Tối hôm sau đúng hẹn, chồn mới tới. Túy Toàn mới lấy chiếc áo mặc vào người rồi đi theo. Tới nhà họ Tôn, chồn dắt Túy Toàn chui qua hàng rào vào sân. Tới hành lang, cả hai cùng nhìn thấy trên giường có một đạo bùa dán cạnh một ngọn đèn leo lét. Thấy trên đạo bùa có vẽ một nét lớn ngoằn nghèo như rồng rắn, chồn mới tái mặt nói: "Đạo bùa này là của Âu Dương Hòa Thượng, pháp thuật của Hòa Thượng này cao cường lắm. Anh em họ Tôn đã mời được Hòa Thượng này về đây thì tiểu nhân chẳng dám vào đâu." Nói rồi ù té bỏ chạy. Thấy thế, Túy Toàn đã toan chạy theo, song vì còn tiếc rẻ cô vợ nhan sắc của Tôn Trọng nên chưa chạy ngay, cứ lượn đi lượn lại trước đạo bùa để quan sát. Đột nhiên, nét vẽ trên đạo bùa biến thành rồng, cuộn thành vòng, ngẩng đầu chợt bay. Lúc đó Túy Toàn mới hết hồn, co cẳng chạy. Vừa chui qua hàng rào ra tới đường, bỗng Túy Toàn thấy một nhà sư hình dung cổ quái đứng ở giữa đường, tay trái cầm đèn, tay phải cầm bùa, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú, hướng về phía mình mà làm phép. Kinh hãi quá, Túy Toàn phải cắm cổ chạy về nhà, vào phòng nằm ngủ. Sáng ngày hôm sau, làng thị thấy chồng ngủ trưa, bèn vào đánh thức.
Túy Toàn chỉ u ớ rồi lại ngủ mê man. Lang Thị thầm nghĩ chắc chồng mình đêm qua thức khuya nấu rượu nên để yên cho ngủ, chẳng đánh thức. Trưa ấy, dân phường Khương Thủy nghe đồn anh em nhà họ Tôn đã thỉnh được Âu Dương Hòa Thượng tới nhà lập đàn, trừ trồn, cho nên phường rất vui mừng, rủ nhau tới nhà họ Tôn coi. Lang Thị vào đánh thức chồng dậy để cùng đi coi với mình. Thấy chồng vẫn ngủ say nên Lang Thị ra rủ hai đứa con. Tới nơi, Lang Thị thấy nhà sư đã lập xong đàn tràng. Lát sau nhà sư làm phép rồi niệm thần chú, gọi chồn tới quy phục. Đột nhiên mọi người thấy Túy Toàn từ ngoài cổng chạy huỳnh huỵch vào nhà, mặc chiếc áo màu vàng, sắc mặt nhợt nhạt. Tới trước đàn, đột nhiên Túy Toàn ngã quỵ xuống đất, hóa thành chồn, chiếc áo màu vàng vẫn còn khoác trên thân, ai nấy đều kinh hãi. Lúc thấy chồng chạy tới, Lang Thị đã ngạc nhiên, nay thấy chồng biến thành chồn, Lang Thị lại càng kinh hãi. Nhà sư rút dao ra toàn giết. Thấy thế, Lang Thị vội quỳ xuống đất khẩn cầu: "Xin Hòa Thượng mở lượng hải hà, tha chết cho chồng tiện thiếp. Tiện thiếp chắc rằng chồng tiện thiếp đã bị mắc mưu của chồn nên mới hóa thành chồn." Nhà sư mới gật đầu nói: "Nếu thế thì hãy dắt về nhà chăm sóc." Lang Thị và hai con bèn dắt chồn về chăm sóc chu đáo, dọn cơm rượu cho ăn, dọn giường nệm cho ngủ, những mong chồn hóa trở lại thành người. Thế nhưng ba hôm sau, chồn vẫn là chồn, chẳng thể hóa trở lại thành người được nữa. Tối ấy, đột nhiên chồn lăn ra chết.